Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu với tin liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc. Vụ Trung Quốc bị tố cáo xâm phạm bãi tư chính trong vùng biển của Việt Nam xảy ra từ hồi đầu tháng 7 cho đến bây giờ đã qua tới rồi tháng 8, tháng 9, coi như chòm chèm cũng hơn 2 tháng trời. Tưởng đâu chuyện đã êm, nhưng mà không êm. Trên màn hình quý vị đó là cái hình của giáo sư Ryan Martinson của Học viện Hải quân Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 24 tháng 8. Là lần cuối cùng cho thấy là cái tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vào khá là gần bờ biển Việt Nam so với những lần trước. Thì sau đó thì tàu này đi ra khỏi cái vùng này, trở lại bãi đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa. Và ngày vào đầu tháng 9 vừa rồi lại trở lại, ngày 12 tháng 9 vừa rồi lại trở lại. Thì sau khi mà trở lại như vậy đó thì bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối. Thì chúng ta để ý những lần bà phản đối thì đều có cái ngôn từ nó chung chung là quan ngại, yêu cầu rút toàn bộ, vân vân và vân. Thì trước giờ đó thì không thấy Việt Nam nêu đích danh cái chuyện này, hoặc là ít khi nêu đích danh cái sự việc xảy ra ở đâu. Chỉ có Mỹ là nêu đích danh thôi, nhưng mà ngày hôm qua thì ông Cảnh Sảng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chuyện này và nêu rõ cái bãi tư chính và đòi Việt Nam ngay lập tức ngưng hoạt động khai thác dầu khí ở vùng này. Chúng ta cũng biết là hiện nay cái công ty dầu khí Rosneft của Nga đang khai thác và sử dụng cái giàn khoan của Nhật. Và Trung Quốc tố cáo là bắt đầu từ tháng 5 năm nay, Việt Nam đã khai thác dầu vùng này. Và Trung Quốc nói rằng cái này nó vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và vi phạm cái gọi là quy tắc ứng xử trong cái công ước biển 1982. Đó, họ yêu cầu như vậy. Và họ nói rằng là cũng Việt Nam khi mà làm như là đơn phương và vi phạm cái thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tức là ba chuyện ở đây, Trung Quốc nói rằng Việt Nam vi phạm chủ quyền Trung Quốc bởi vì Trung Quốc có đường lưỡi bò chín đoạn, nó liếm qua cái phần mà 200 hải lý của Việt Nam. Mà cái bãi tư chính này thì nó nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 160 hải lý tức là theo công ước luật biển 1982, thì nó nằm trong vùng khai thác của Việt Nam. Nhưng mà ông Trung Quốc lại có bản đồ khác, bản đồ gió vẽ ra là nó to hơn, nó mới liếm mà, thì ông bảo là vi phạm chủ quyền. Cái thứ hai là ông nói là vi phạm cái gọi là quy tắc ứng xử 1982, có nghĩa là các bên là không được vi phạm làm căng thẳng tình hình. Điểm thứ ba là ông nói là vi phạm các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, tức là giữa Việt Nam và Trung Quốc có thỏa thuận gì đó chúng ta không biết. Thì ông nói là như vậy là quý vị cũng vi phạm cái thỏa thuận song phương của chúng tôi. Thì một lần nữa thưa quý vị, mặc dù đưa vấn đề này ra nhưng Trung Quốc lại không muốn nó trở thành là quốc tế hóa hoặc là khu vực hóa cái chuyện bãi tư chính này, mà họ nhắc là đây chỉ là vấn đề song phương. Thì đây là một lần nữa cho thấy rằng là Trung Quốc họ không coi trọng, không phải là không coi trọng, họ không thừa nhận cái phán quyết của tòa trọng tài năm 2016.